Rồi, xin chào tất cả anh em đến với channel Nông Dân Làm Giàu. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip chuyên về kỹ thuật của anh em nhé. Đối với những anh em nào mà nuôi chim bồ câu hoặc là đang nuôi gà mà sử dụng máy ấp trứng, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái việc mà sử dụng máy ấp trứng làm sao cho hiệu quả anh em. Mình nhớ không lầm thì trước đó mình đã làm một cái clip về máy ấp trứng rồi, nhưng mà có rất nhiều những anh em mà đã yêu cầu mình nhờ mình làm thêm video về máy ấp trứng, về một số những cái kỹ thuật cũng như là cái lắp đặt. Khi mà mình thay một số phụ kiện ấy, thì mình sẽ lắp nó như thế nào, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Đây là cái máy ấp trứng anh em nhé. Đây là cái máy ấp trứng của mình. Như mình cũng đã nói là cái máy ấp trứng này cũng khá đắt anh em. Mình xài mình mua đồ xịn đó, thì nó cũng giá thành nó hơi đắt một chút xíu. Nhưng mà mình đầu tư lâu dài mà nhé. Mình nuôi cái máy ấp trứng này thì nó có thể ấp được trứng gà, trứng vịt, trứng bồ câu đều ấp được hết nha anh em. Thì đây là cái nhiệt độ. Cái nhiệt độ và độ ẩm đó anh em nhé. Cái này là nó tự động nó nhảy đến một cái nhiệt độ thích hợp, là nó đứng nó không nhảy nữa. Thì ở bên trong này có một cái cảm biến nhiệt độ anh em. Thì bây giờ để anh em hiểu rõ hơn, chi tiết hơn về cái máy ấp trứng này, thì cũng như là đối với những anh em nào mà sử dụng máy ấp trứng thì cần lưu ý những cái gì, thì bây giờ thì mình sẽ mở cái máy ấp trứng này ra cho anh em xem luôn này. Hiện tại thì mình đang ấp trứng bồ câu thôi anh em ạ. Anh em lưu ý thêm một cái là cái chế độ đảo của nó anh em nhé. Anh em để ý này, đảo này là cực kỳ quan trọng luôn. Nó đảo tự động mà, đây là mình ấn thêm để cho nó đảo thôi. Đảo tự động nha anh em. Đây là mình đang bấm nút này để cho anh em xem nó đảo như thế nào ấy. Khi mà mua máy về ấy, thì anh em cũng phải để ý là xem cái chế độ đảo này nó có hoạt động hay không nhá. Nếu mà nó không hoạt động thì anh em phải khởi động lại máy nhá. Nếu mà mình không cho nó đảo thì trứng của nó sẽ bị ung, nó hư đấy anh em. Rồi, cái thứ nhất là mình cho nó đảo lại cái chế độ cũ vừa nãy đi. Ở trong này thì cũng có một số cái vỏ trứng nó mới nở đấy anh em. Mình đã mang con chim non đi ghép luôn rồi. Thì đấy, đây là cục cảm biến nha anh em. Mình chỉ nó lên với cục cảm biến này. Khi mà mình mở ra thì cái nhiệt độ nó bị thay đổi thì nó sẽ bị tụt xuống anh em. Cái thường thường của nó là 37 độ 5 á. Còn cái thứ hai mà anh em cần phải lưu ý á, đó chính là cái nguồn nước này. Đây là cục nước, bình nước. Anh em phải để cái nước ở trong này nó sạch anh em nhé. Nguồn nước phải thật sạch thì nó sẽ hút lên đây. Và cái gì, cái thiết bị nào nó sẽ hút nước từ này, thì bây giờ mình sẽ mở ra trong này luôn. Mở ra cho anh em xem luôn. Từ từ, bây giờ mình lưu ý thêm này cho anh em này. Ở trong này nó có một cái bảng lưu ý để cho anh em sử dụng máy ấp trứng á, thì anh em cũng nên đọc kỹ luôn. Anh em cũng nên đọc kỹ luôn nhé. Nhất là cái chế độ nguồn này, khi nhiệt độ thấp hơn này, rồi báo động âm thanh này, cái tiếng này là máy đang có vấn đề đấy. Khi máy bơm nước không hoạt động này, khi độ ẩm quá bất thường này, khi máy không đảo trứng và nhận thấy bất thường này. Thì bây giờ mình sẽ đi cho anh em hai cái nội dung mà anh em sử dụng máy ấp trứng ấy, anh em thường gặp phải. Đó chính là cái đảo tự động không hoạt động.
thì anh em phải làm như thế nào? Thì trước đó là mình đã có bấm cái nút đảo rồi. Thì đối với những cái máy mà nó khi mà anh em mua về nó không đảo nhé, tại vì cứ trung bình 1 tiếng nó sẽ tự đảo một lần, nó sẽ tự đảo mà không cần mình bấm nút nhé. Nhưng mà khi anh em mà mua về anh em cảm thấy là nó không đảo á, nó không đảo nhá, thì anh em phải rút, nên rút cái nguồn ra này. Anh em nên rút cái nguồn này ra và anh em cho nó hoạt động lại, cho nó hoạt động lại. Và nếu mà nó vẫn chưa đảo á, thì anh em bấm liên tục cái nút turn này này, turn này, để cho nó đảo. Thì sau vài lần thì nó sẽ tự đảo cho anh em. Anh em phải mở cửa, khi mà anh em bấm cái nút này này thì anh em phải mở cửa nó ra nhá. Anh em phải mở cửa nó ra rồi anh em bấm thì nó sẽ hoạt động được. Còn nếu mà tất anh em làm tất cả mọi điều nó không hoạt động thì anh em phải đi đổi cái máy này liền. Anh em phải đi đổi nhá. Chứ nếu là anh em không xài đâu. Còn có một cái lưu ý tiếp theo, đó là cái nguồn nước. Đây, như mình có nói lúc nãy, cái nguồn nước dẫn ở bên dưới này, nó theo cái dây này nhé, nó sẽ đi vào đây nhé, nó sẽ đi vào cái máng nước này này. Đây là cái cục tạo độ ẩm nhé, tạo độ ẩm. Thì còn một lúc thì nó sẽ sôi như thế này, nước nó sẽ bốc lên, nó tạo độ ẩm ở trong bên trong cái máy này. Còn đây là cái dây đốt tạo nhiệt độ đấy. Còn đây cực kỳ quan trọng luôn, cái này anh em, cái này là cái phao nhá, cái phao nước nhá. Nói theo đúng kỹ thuật là phao hành trình nhá, phao hành trình nước đấy. Thì khi mà anh em mua về thì thường thường là người ta đã lắp đặt sẵn cho anh em rồi, nhưng mà đôi khi anh em tháo ra anh em vệ sinh nhá, anh em lâu anh em phải vệ sinh ở cái này này, nó đỡ những cái cặn bẩn đó. Thì đôi khi anh em sẽ lắp ngược, anh em lắp theo chiều ngược lại ấy, có nghĩa là cái cục phao này nó không có bị trùng như thế này. Tại vì khi mà cái nguồn nước anh em nhớ này, nó lên đến mức độ này ấy, thì cái phao nước ấy, thì nó sẽ đứng như thế này nhá. Còn khi mà hết nước á thì nó sẽ tụt xuống như thế này, nó sẽ tụt xuống, sẽ tụt xuống. Và khi mà hết nước á thì nó sẽ ở chế độ này, thì nước nó sẽ bơm này, anh em thấy không, nước nó sẽ bơm vào cái vải, thấy chưa, anh em thấy chưa? Đấy, cái này là cực kỳ quan trọng nhá. Đấy, nước nó đầy thì cái phao này đương nhiên là nó sẽ bị đẩy lên, thì có nghĩa là tự hiểu là nước đầy rồi. Còn khi mà nước hết thì nó sẽ trùng xuống và nó sẽ tự bơm nước. Và đôi khi anh em gặp phải cái vấn đề là cái phao anh em lắp ngược á thì cái nước ở trong này nó cạn, anh em không hiểu tại sao, anh em cứ nghĩ là cái cục bơm nước nó bị hư, nó đã bị hư mất rồi, nhưng mà không phải đâu nha. Anh em phải lắp cái cục bơm nước đấy, nó anh em đừng có lắp nó thẳng, mà anh em phải lắp nó một phần trũng xuống thì nó mới đo được độ nước. Chính vì vậy là có rất nhiều những anh em mà gặp phải cái vấn đề là anh em cứ đi hỏi chỗ này chỗ kia, hoặc là anh em phải đi bảo hành, anh em gọi điện đến chỗ mua máy, rồi người ta đến người ta lại thay cái này thay cái kia, thì thành ra anh em lại tốn tiền anh em. Nên là anh em sử dụng máy ấp trứng thì anh em phải biết những cái kỹ thuật cơ bản như vậy. Đặc biệt là cái đây mình quên nhắc anh em, mình quên nhắc anh em một cái cực kỳ quan trọng nữa, đó là cái cục tạo độ ẩm này, cục này này. Thì anh em phải để nó ngập dưới nước nhá, và anh em phải vệ sinh nó thường xuyên. Nếu mà nước bẩn thì cục này sẽ nhanh hư lắm, rất là nhanh hư. Thì cái giá thành của cái cục đó thì tầm khoảng 100 mấy chục ngàn anh em, 100 mấy chục ngàn thôi. Còn cái phao bơm nước thì cũng 100 mấy chục ngàn. Nói chung là những cái thiết bị linh kiện mà mình có thể thay thế được thì nó cũng không có đắt lắm đâu nha, mình đều có thể mình thay thế được. Đấy, anh em sử dụng máy ấp trứng thì anh em phải lưu ý những cái kỹ thuật mà cơ bản như vậy, cũng như là cách lắp của những cái thiết bị sao cho đúng. Nếu mà anh em lắp sai thì nó sẽ không hoạt động nhé. Với có một cái lưu ý nữa, nhiều anh em sử dụng máy ấp trứng mà nó sau một thời gian nó kêu tít 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 tít, nó báo á, nó báo tít 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 tít, nó không ngừng nhá. Thì chắc chắn là bên trong nó có bị hư rồi, nhưng mà đa số anh em không biết nó hư cái gì.
anh em sẽ không biết nó hư cái gì. Trong khi đó nhiệt độ của nó thì vẫn đúng, độ ẩm nó vẫn đúng, nhưng mà máy nó vẫn kêu tít 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 tít. Thì có nghĩa là cái cục ẩm á, cục tạo độ ẩm bên trong nó sôi lên anh em. Nó đã bị hư nhá. Nó đã bị hư nên nó không sôi nữa. Thì anh em phải đi rút cái cục này. Nó có những cái rắc cắm, anh em rút ra, anh em đi thay thôi. Thì chính những cái thiết bị rời bên trong nó có vấn đề thì anh em phải xác định nó là hư ở cục nào. Có thể là lâu lâu nó kêu tít thì anh em khởi động lại nguồn, anh em rút phích này ra nhé, anh em rút phích này ra để cho nó khởi động lại máy. Thì đôi khi thì nó sẽ hoạt động trở lại bình thường, nhưng mà đôi khi có những thiết bị hư thì anh em phải lưu ý. Đặc biệt đó là cái chế độ đảo tự động là chắc chắn phải hoạt động, nếu không hoạt động thì trứng sẽ hư. Cái thứ hai là cái phao hành trình nước, nó phải anh em phải đặt đúng vị trí, và nếu nó hư thì anh em phải thay. Giá của hai thiết bị này cũng hơn 100 ngàn một cái thôi. Còn cái thứ ba đó là cái cục tạo độ ẩm. Nếu mà cục tạo độ ẩm hư thì nó sẽ không sôi nước lên, nó tạo độ ẩm cho toàn bộ cái trứng ở bên trong, thì trứng của nó sẽ bị nóng quá nên sẽ bị hư. Và anh em thay nó thì cũng không tốn nhiều chi phí lắm đâu. Và nếu mà máy nó kêu tít bíp 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 thì tỷ lệ phần trăm cao nhất đó là nó bị hư cục tạo độ ẩm nhé anh em nhớ lưu ý kỹ. Và nếu mà nó có vấn đề gì nữa thì anh em cứ rút cái đầu nguồn nó ra thì nó sẽ hoạt động trở lại. Thì lâu lâu nó làm bị nóng quá thì nó sẽ cũng gặp trục trặc một số vấn đề đấy. Thì hy vọng rằng đối với những anh em nào mà đang sử dụng máy ép trứng á, thì anh em gặp phải những cái vấn đề như vậy thì anh em biết cách để mà giải quyết cái vấn đề. Như đôi khi mình bỏ tiền ra mình đi mua các phụ kiện hoặc là mình mang đi sửa, nhiều khi nó không hư nhưng mà người ta thay thì thành ra mình lại tốn tiền. Thì hy vọng là cái video này là sẽ mang lại những cái hữu ích cho anh em. Rồi xin tạm biệt tất cả anh em nhé. Và hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ kênh của mình và bấm đăng ký kênh để có gì tạo động lực cho mình làm video. Rồi, xin chào tất cả mọi người.